cô và các bạn. Các bạn ạ, cuối năm học rồi. Hôm nay tôi sẽ cùng các thầy chia sẻ với các thầy cô về cách kỳ học bạ. Các thầy cô ạ, năm nay đã thực hiện là năm thứ 2 của thực hiện thông tư 30/2014 về đánh giá xếp loại học sinh tiểu học theo cách là không cho điểm, mà chúng ta gọi là thông tư của ông 30 đấy. Thì các bạn chú ý là với đây trên tay tôi đang cầm một cuốn học bạ của Thành phố Hồ Chí Minh, của Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển về của chúng tôi. Thì các bạn thấy rằng là đây là quyển học bạ này, các thầy cô chú ý ghi tên học sinh, chữ to. Thông tin thứ hai thì các thầy cô phải dán cái ghim cho thầy tôi cái giấy khai sinh vào để chúng ta làm lưu hồ sơ học bạ của các em, ghim vào trang đầu này. Và đây là cái quá trình học tập và đây là các thông tin mà chúng ta phải ghi. Và bây giờ thầy cô xem qua, ví dụ như em Nguyễn Thế Đại này, đây học kỳ 1 thì cách ghi thế nào? Thì chúng ta học kỳ 1 ta đã ghi ngắn làm sao ngắn gọn thôi mà lại đúng, mà chính xác, đúng với thông tin về học sinh. Vậy sang học kỳ 2 thì đây là tên học sinh, các thầy cô ghi tên học sinh của mình vào. Ví dụ em này là Nguyễn Thế Đại thì các thầy cô ghi tên của em vào, tôi đã ghi là Nguyễn Thế Đại. Trang bên trái, trang bên này thì tôi ghi tên trường của em đang học ở trường tôi vào, tiểu học Kiền Bái, lớp 5A3. Các thầy cô chú ý về chiều cao, cân nặng của em Đại này, thì các thầy cô chú ý này, em này cao 1m42 thì tôi quy ra bằng 142, chúng tôi thống nhất như thế, cm. Vậy em này cân nặng là 32kg. Đấy. Sức khỏe em này bình thường, tôi ghi chữ bình thường. Đây những thông tin rất cần thiết để chuyển lên cấp, chuyển cấp. Số ngày nghỉ em này là 2 ngày, trong đó có phép cả 2. Trong đó có phép cả 22 chứ không phải 22 là 4 đâu, không phép là 0. Bây giờ về các môn học và hoạt động giáo dục các thầy cô nhé, chúng ta chú ý một số môn học, ví dụ như môn toán, môn tiếng Việt, môn khoa sử địa, ngoại ngữ, tin học gọi là môn học. Còn các môn còn lại như là đạo đức, âm nhạc, mỹ thuật, thủ công, thể dục thì bây giờ người ta không gọi là môn học nữa mà gọi là các hoạt động giáo dục đạo đức, hoạt động giáo dục âm nhạc, hoạt động giáo dục mỹ thuật và hoạt động giáo dục kỹ thuật và hoạt động giáo dục về thể dục hay là giáo dục thể chất. Đấy, gọi giáo dục thể chất. Thế thì chúng ta chú ý nhá. Về môn tiếng Việt thì với em Đại này thì chúng ta thấy là đây là nhận xét đây là điểm kiểm tra định kỳ. Kiểm tra định kỳ, thì kiểm tra định kỳ cuối năm. Điểm này tham gia vào việc xét hoàn thành hay không hoàn thành của các em. Thì những môn đánh giá bằng điểm xét bằng điểm số thì các thầy cô ghi vào đây. Ví dụ có môn toán em được 8 chẳng hạn, quý vị ta viết vào đây và tôi nhận xét sau. Ví dụ với em Đại này thì em thứ nhất là đọc tốt, chữ chưa đẹp, tôi nhận xét về đọc này, về chữ này, chữ chưa đẹp. Đấy. Tôi nhận xét về cái vốn tiếng Việt, văn khá hay, sáng tạo, em này viết văn rất tốt. Đấy. Vậy tôi đã có một dòng về nhận xét tiếng Việt. Vậy tôi là giáo viên chủ nhiệm, đồng thời tôi dạy môn tiếng Việt, tôi có nhận xét này. Tương tự thế, đến môn toán thì tôi cũng là dạy thực tế, tôi dạy môn này nên tôi phải nhận xét vào đây. Nào, toán, tính toán chắc. Các thầy cô lựa chọn những câu từ làm sao thật ngắn gọn nhưng phải là đúng và sát với đối tượng này, không ghi chép nhiều. Vì cái quyển học bạ này còn gửi về gia đình các em, gửi lên chuyển lên cấp, chuyển lên cấp trung học cơ sở. Nên các thầy cô ghi làm sao vừa sạch, vừa đẹp, này vừa gọn, đủ ý và đánh giá đúng đối tượng học sinh. Và điểm của em này ta ghi vào đây. Đấy. So với thông tư trước, tức là thông tư 32, thì cái thông tư 30 này, điểm của các em thì không tham gia vào xét vào quá trình khen thưởng của các em nhiều lắm. Mà khen thưởng của học sinh này thì đòi hỏi xét cả một quá trình của các em học tập. Về môn tự nhiên xã hội với lớp 2, lớp 3 thì ta ghi ở đây. Còn đối với lớp 4, 5 thì môn này gọi là môn khoa học. Thì môn khoa học thì này thì tôi thì không trực tiếp dạy môn này. Nhưng chúng tôi trước khi ghi học bạ, tôi là người nhận xét cuối cùng và đánh giá. Thì tôi phải họp bàn với giáo viên bộ môn, đó là thầy Hà. Thầy và tôi xem xét em này. Và tôi có một bảng liệt kê, thầy đưa cho tôi một bảng liệt kê nhận xét. Và tôi đã ghi vào đây. À, môn khoa học thì em này yêu khoa học, ham mê với thí nghiệm, chúng ta ghi thật ngắn gọn. Rồi, vì tất cả những nhận xét hàng tháng theo dõi của các em thì đã có quyển theo dõi riêng rồi,
của học bạ chỉ là ghi chung thôi. Với môn lịch sử thì nắm chắc về các sự kiện lịch sử, nắm chắc các sự kiện lịch sử, các sự kiện, tôi ghi là các sự kiện. Và ở mức độ em này là biết kết nối các sự kiện. Đấy. Biết giải thích các hiện tượng, biết giải thích các hiện tượng tự nhiên. Đấy, cái này có cách giải thích. Giải thích hay. Rồi. Tiếp tục. Đến môn tiếng Anh. Thì môn tiếng Anh tôi không phải là giáo viên chuyên tiếng Anh. Nhưng chúng tôi đã họp bàn với cô giáo dạy ngoại ngữ rồi. Môn ngoại ngữ thì các thầy cô ghi luôn chữ tiếng Anh ở đây. Em học sinh này chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về lớp tôi và em phát âm rất tốt. Em nói cũng rất tốt về ngoại ngữ. Em nói rất là chuẩn. Bởi vì trong đó ngoại ngữ ở thành phố Hồ Chí Minh học khá là bài bản. Và em chuyển về thì khả năng nói của em rất là tuyệt vời. Thì tôi là phát âm chuẩn. Thì cái ưu điểm của em, ta chọn cái ưu điểm để ta ghi vào phát âm chuẩn. Đó, phát âm chuẩn, đọc hay, nhớ chắc từ. Nhớ chắc từ. Quan trọng là cách sử dụng của ngoại ngữ của các em. Về tin học thì chúng tôi có các cô giáo riêng để dạy các em này ở môn này. Tin học thì chúng tôi ghi là ở cái học kỳ 2 này chúng tôi ghi là nắm được kiến thức. Rồi, về tiếng dân tộc thì chúng tôi không học. Vậy tôi đã ghi tất cả những môn đánh giá bằng điểm số và các thầy cô nhớ là điền điểm vào đây. Điền từng điểm kết quả cuối cùng. Ví dụ môn toán thì lấy điểm đọc và điểm môn toán kiểm tra cuối năm. Môn tiếng Việt thì là điểm chung của môn phần đọc và kiến thức tiếng Việt với phần viết vào rồi chia đôi. Với các môn đánh giá bằng thì như là môn về các hoạt động giáo dục như hoạt động giáo dục đạo đức thì các ở đây tôi ghi của em là chuyên cần, hiểu khá sâu và em hoàn thành các thầy cô đánh dấu tích nhân vào đây. Về hoạt động giáo dục âm nhạc thì em này hát hay, chắc nhịp, có khả năng sáng tạo và hoàn thành các thầy cô đây. Và hoạt động giáo dục mỹ thuật thì là vẽ đẹp, các thầy cô đánh dấu vào đây là hoàn thành. Về giáo dục kỹ thuật và thủ công thì các thầy cô ghi là khéo léo. Tôi ghi một từ khéo léo thôi. Khéo léo. Rồi. Sản phẩm đẹp. Sản phẩm đẹp. Và tôi cũng đánh vào nút hoàn thành. Về thể dục, giáo dục thể chất thì tôi ghi là nhanh nhẹn. Và ở đây cũng có ô hoàn thành và chưa hoàn thành. Đánh vào ô hoàn thành. Bây giờ tôi sang đến phần tiếp theo, nó là cái mới đây. Thứ nhất là ta thấy cái ô đạt và chưa đạt. Chúng ta chú ý đạt, ta tích đánh chứng nhân vào đây. Và về năng lực thì ta nhận xét cái tự quản, tự phục vụ. Nào, biết làm việc theo nhóm. Là cái tự quản này, tự phục vụ này thì các thầy cô ghi là biết sắp xếp. Về giao tiếp thì các thầy cô là ghi ngắn gọn thôi. Ví dụ như em này biết làm việc theo nhóm. Rồi, về vấn đề tự học và giải quyết vấn đề, tự học giải quyết vấn đề đấy là cái vấn đề cái thông tư mới này này, nó đi sâu vào cái khả năng tự học của các em và khả năng tự làm của các em. Nào, khả năng tự học cao. Ta phải nhận xét, ta phải dựa vào cái kết quả trong quá trình giảng dạy, quá trình quan sát của chúng ta. Hoàn thành, tự hoàn thành các bài tập hay là các nhiệm vụ được giao. Về phẩm chất, giống như chương trình cũ thì ta hiểu cái này là đạo đức. Vậy ta đánh đạt hay chưa đạt. Ở em này đạt thì đánh đánh dấu nhân vào đây. Về vấn đề phẩm chất ý, đầu tiên chăm học chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động giáo dục thì là ta ghi là chăm học, chuyên cần. Tức em đi học rất chuyên cần nhé. Đấy, chuyên cần. Tích cực hoạt động tập thể, ta gọi là hoạt động tập thể cũng được. Tiếp tục, tự trọng, tự tin, chịu trách nhiệm là ta ghi chữ trung thực và chấp hành tốt các nội quy của trường lớp. Về trung thực, kỷ luật, đoàn kết thì là yêu thương bạn bè, yêu thương giúp đỡ bạn bè. Về yêu gia đình, bạn bè và là kính yêu thầy cô giáo. Về thành tích nổi bật và những điều cần khắc phục giúp đỡ, đây
Với thầy cô ở những cái lớp mà lớp 3, lớp 2, các lớp dưới năm ấy, thì các thầy cô ghi vào đây để các thầy cô khác nhận lớp thì người ta nhìn đây, ta có thể biết là điều chỉnh trong thời gian tới và năm sau ta có những lỗi gì ta điều chỉnh, ta nhìn qua ta cũng biết được để em này học ở mức như thế nào. Thì với em thành tích nổi bật này thì tôi có thể ghi cho em đại như sau, là thành tích của em đấy, là thành tích nổi bật của em ấy thì là ở đây là khả năng đấy, đây cũng là một nhân tố để các thầy cô khác lớp sau nhận lớp thì ta nhìn vào đây ta biết. Rồi việc khen thưởng thì với trường của tôi thì và căn cứ vào mức độ hoàn thành của bạn đại thì em này chưa phải là học sinh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ học tập và hoạt động giáo dục, tức là ở mức đầu tiên thì nhưng em này học tốt vì căn cứ vào cái điểm này nữa, vì em này ở cái môn tiếng Việt thì em đã được điểm 9 thì tôi sẽ để khen em là hoàn thành tốt. Còn nếu em này đi thi các phong trào ngoại khóa như là sơn ca hay là hoạt động về thể dục thể thao hay là biểu diễn trong các đợt phát động phong trào đấy thì chúng ta có thể ghi vào đây. Và hoàn thành chương trình lớp học thì các thầy cô là ghi cái thật ngắn gọn thôi, ở cái chỗ hoàn thành chương trình lớp học thì các thầy cô ghi là hoàn thành chương trình lớp mấy, còn nếu của tôi ở lớp 5 thì tôi ghi là hoàn thành chương trình tiểu học. Tôi ghi là hoàn thành chương trình tiểu học. Hoàn thành chương trình tiểu học, các thầy cô chú ý. Còn nếu ở lớp 4 thì các thầy cô ghi là hoàn thành chương trình lớp 4. Sau đó thầy cô ghi vào đây, ví dụ ở tôi là quê hương địa địa chỉ của tôi là Kiền Bái, tôi ghi là Kiền Bái. Ngày hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2016, ký tên của mình vào, ký tên của thầy cô, sau đó ghi rõ họ tên của thầy cô vào. Thưa các thầy cô, vừa rồi tôi đã hướng dẫn các thầy cô về cách ghi học bạ cuối năm năm học 2015-2016 của một em học sinh lớp 5.